máy cắt gạch D7-1200 có khả năng cắt thẳng và cắt liếp cực kỳ chuyên nghiệp. Lưỡi cắt làm từ chất liệu hợp kim cao cấp cực kỳ chắc chắn, có khả năng cắt được 2-3 miếng gạch cùng lúc. Thao tác tháo, lắp dễ dàng khi cần vệ sinh, mài lưỡi cắt hay thay mới. Vòi nước cắt ướt có thiết kế khớp nối thông minh, người dùng có thể linh hoạt xoay, vặn theo ý muốn của mình. Dây xích nhựa luồn dây điện và ống dẫn nước giúp quá trình vận hành được trơn tru, hiệu quả hơn, tránh tình trạng bị rối và gặp ống dẫn nước. Máy bơm thủy canh hồ lưu cung cấp nguồn nước làm mát đĩa cắt, giúp máy cắt gạch hoạt động bền bỉ, hiệu quả hơn. Thước đo laser giúp tạo ra những đường cắt thẳng, đẹp, công tắc tắt bật và đèn chiếu laser thiết kế tích hợp ngay trên thân máy, tiện lợi cho quá trình sử dụng. Chân máy được thiết kế thêm 2 bánh xe, giúp người dùng có thể dễ dàng di chuyển, cho dù trọng lượng của máy khá nặng. Khi mua máy cắt gạch lông dê D7-1200, quý khách hàng được nhận thêm bộ phụ kiện đi kèm và một lưỡi cắt mới để thay thế.